Vivo Smartphone hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Ngay bây giờ chúng tôi sẽ giới thiệu đến toàn thể quý vị những tiết mục rất là ấn tượng mà chúng tôi đã ghi nhận lại và được ban giám khảo lựa chọn qua các tuần lễ của thử thách cùng bước nhảy. Và ngay bây giờ Thành xin được hỏi một trong ba vị là Khánh Thi đầu tiên đi ha, tại xinh đẹp và được quyền hỏi trước. Khánh Thi ấn tượng tiết mục nào, có muốn yêu cầu tiết mục nào không? Thi thì muốn là để mở đầu cho cái phần nhảy đôi á, thì Thi muốn là quay trở về một tiết mục Latin với thể loại rock, đó chính là từ thí sinh Tuấn Anh và Kim Phụng. Ok, quý vị và các bạn thân mến, đây là một cặp đôi mà Trấn Thành nhớ không lầm là khi mà họ chia tay á, ban giám khảo tôi khóc hết nước mắt. Tiếc, cặp đôi đẹp như trong mơ, hai đứa nó nhìn như bức tranh vậy đó thưa quý vị. Thành thử ra bây giờ hãy để cặp đôi đó một lần nữa đưa quý vị vào thế giới của Latin với vũ điệu Zouk. Thưa quý vị, một tràng pháo tay nồng nhiệt. Cuộc tình quá giằng xé. Thưa quý vị, Kim Đồng, Ngọc Nữ, Kim Phụng và Tuấn Anh. Thưa quý vị, đẹp quá, hai đứa đẹp quá, mà tình yêu giằng xé quá. Không biết là xem xong giám khảo Khánh Thi có nhớ lại cái thuở mà họ yêu nhau hay không? Tôi không biết, Khánh Thi có nhớ gì không? Nhớ đôi chút. Nhớ đôi chút. Tình yêu mà không giằng xé nó đâu có đậm đà thưa quý vị. Yêu mà nó trơn tru quá, nó chán lắm. Phải không Linh? Phải không cưng? Dạ. Đúng rồi. Vivo Smartphone hân hạnh đồng hành cùng chương trình.